Đều đặn hàng ngày, vào lúc 9 giờ 30 phút sáng và 15 giờ chiều, Đinh Nhất Huỳnh Minh Tính lại chuẩn bị và mang đến cho các đồng đội những ly nước chanh đường ngọt mát. Đó là mô hình ly nước thao trường được đoàn cơ sở Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phát động triển khai trong tháng 3 này. Với nguồn kinh phí được trích từ quỹ tăng gia sản xuất, mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp nâng cao sức khỏe bộ đội sau thời gian huấn luyện thao trường nắng nóng. Cái dịch bệnh Covid này mong anh em có sức khỏe để cố gắng để vượt qua. Thì mong ly nước này của em gửi đến tất cả các đồng chí đồng đội thì mong các đồng chí đồng đội cũng vui vẻ nhận lấy về cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong cái tháng tới. Uống được một ly nước này tôi thật sự thật là sảng khoái và cho thêm tôi gần như sức khỏe và cho tôi làm thành nhiệm vụ trong 3 tháng tân binh này. Mô hình này có ý nghĩa rất là quan trọng và thiết thực, góp phần động viên khích lệ tinh thần cho cán bộ chiến sĩ và đặc biệt là đối với các đồng chí chiến sĩ mới, góp phần thiết thực và thể hiện cái sự trách nhiệm của chỉ huy các cấp, chỉ huy tiểu đoàn đối với cái nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Ngoài ra, trong tháng 3 này, đơn vị còn chỉ đạo các tổ chức đoàn sinh hoạt quán triệt, phát động nhiều phong trào hoạt động xung kích của đoàn viên thanh niên, trọng tâm là các mô hình về phòng chống dịch bệnh như toàn đơn vị chống dịch, mỗi người một ý thức chống dịch, mỗi người vì mọi người, lá thư mùa dịch. Qua thời gian triển khai, các mô hình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên, nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao. Chúng tôi cũng là chỉ đạo các cấp đoàn tuyên truyền giáo dục hướng dẫn các đoàn viên thanh niên nắm được các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh và triển khai các một số cái mô hình để tổ chức phòng chống dịch bệnh ở cơ quan đơn vị cũng như ở đơn vị cũng như trên thao trường bài tập, bảo đảm là thích ứng linh hoạt trong các nhiệm vụ, trong các phong trào đó thì chúng tôi nổi lên là cái mô hình ly nước thao trường. Cái mô hình này thì chúng tôi đánh giá là rất cao và cũng được cán bộ đoàn viên hưởng ứng rất nhiệt tình. Từ những ly nước thao trường đậm tình đồng chí đồng đội đến những mô hình cách làm hay, thực tiễn, sáng tạo đã khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần để cán bộ đoàn viên đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện 3 tháng tân binh, lập thành tích chào mừng 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.